Chúng ta đến sạn Island nào? Cái sạn Island đúng không em? Khá đúng không chọn? Cái Island mà hôm nay do núi lửa nhiều quá. Look at my shoe. Tụi mình đến hơi sớm nên chỉ check in thôi chứ chưa nhận phòng được. Và cả team ăn ở trong nhà hàng tại resort luôn. Anh em nhìn thấy suất cơm nhỏ nhắn xinh xắn này không? 175.000 đấy anh em ạ. Phong ơi, khoan, chưa giới thiệu với anh em. Đây là chị Mến, là người vỗ bé bọn tôi mỗi ngày. Căn villa mà bọn mình thuê là căn rộng nhất khu này luôn, có 5 phòng ngủ nhá. Chào các bạn đến với kênh Vlog của Levi. À, giờ Levi chọn đang ngủ rồi nè. Bây giờ mình đang thay thế Levi để quay cái shop này. Đây, đừng dẫn anh em đi tham quan nhà nhá. Đây là view từ cầu thang tầng 1 này. Như anh em thấy đấy, cái kính nó hơi bật. Đi tiếp lên tầng 2 thì ở tầng 2 có 3 phòng. Nhưng mà anh em nghỉ ngơi hết rồi nên là mình có cửa không có ai trả lời cả. Alo, có ai trong phòng không ta? Mở cửa coi. Phòng này cái gì vậy? Alo. Trong căn villa này thì phòng của mình là rộng nhất, ở trên tầng 3. Để mình dẫn anh em đi lên nhá. Phòng này thì có 3 người ngủ. Mình, thầy Phong ở kia nha. Và đây là thầy Phong, AKA Jacky gió. Ông còn cười nữa. Tên. Và đây là mình. Ngạc nhiên chưa? Mình vừa quay nhá, xong mình vừa nằm nghỉ luôn. Buổi tối thì mình và anh Phong sẽ nằm ở giường này. Còn kia ra sẽ nằm ở giường bên kia. Phòng này là phòng rộng nhất, cho nên cái nhà vệ sinh nó cũng khá là to. Phòng vệ sinh có cả bồn tắm luôn. Sau khi nghỉ ngơi một lúc xong thì anh em tụi mình sẽ xuống hồ bơi để chơi. Bây giờ thì anh em tụi mình đang ở resort ở bên Phú Quốc. Tụi mình thì đến từ 12 giờ trưa rồi. Đến check-in 12 giờ trưa nhưng mà 2 giờ thì người ta mới cho nhận phòng. Thế là nhận phòng xong anh em nghỉ ngơi một lúc. Bây giờ là khoảng tầm 4 giờ chiều. Thế là anh em rủ nhau qua bãi biển ở trong cái resort luôn. Nhìn có nhoi không?
chỗ rồi. Kiểu ngồi đây cầm cỏ vừa uống ngắm hoàng hôn này, được đấy nha. Nhưng mà đến sớm thật sợ nắng vai của đài đến hơi sớm. Ơi. Để anh mở cho. Ấy da. Ai vậy? Ấy da. Hôm nay cái này gọi là kỷ niệm của Gam. Cảm xúc vừa đi tắm biển như thế nào? Nói chung là vui. Cái này vui anh em ơi. Tốt. Nói chung là tốt. Just thinking about the old times, thinking God that I'm not in my own mind. If memories are cash out of a gold mine, but the best of the best isn't behind. Gotta use some discretion. Hôm nay đội trưởng dẫn cả team đi ăn hải sản ở Phú Quốc, rất là đỉnh luôn. Đỉnh cổ chóp, đỉnh đều cổ chóp. Hết bơi ở nhà xong rồi lại ra biển bơi chán chê xong rồi lại ra bị quên lại về nhà bơi tiếp. Đấy, các tuần hôm nay mời nghệ bậc. Hôm nay rất là vui, ăn đồ ăn ở đây Quốc thì nó khá là ngon. Yeah. Một like. Wow. Ăn quá nhiều, quá chiếc, quá chiếc. Đại quá. Oopsie ơi. Là nhân tên là em chưa biết đâu nha. Đây là thằng ngồi trong là chung sáu. Đây là đây là Nghĩa. Có chắc là gọi là chung sáu. Sáu là Vinh Nam á. Lấy cái câu bự bự xuống em. Câu gì nhỉ? Câu mù tạ. Câu mù tạ cái này rồi. Chưa qua chế biến. Đấy, đấy chưa đủ nha. Còn chén nước chút canh. Không sao. Anh đại rồi. Ngon đấy. Ai vô cái? Ai da. Đúng dân nhậu không? Đúng nhậu luôn. Ngon, ngon thật. Ngon thật. Đâu có chấm wasabi đâu. Ai da. Ngon chứ. Đã làm trước anh. Đó bây giờ lúc mà chỉ xong á là anh đang lúc rồi ba là sẽ làm gì? Rồi chết rồi đó. Là vì không biết nha anh em. Sáng thấy kêu là anh em 6 giờ ăn sáng. Xong rồi 9 giờ đi thì thầy hỏi team ăn sáng chưa anh em. Sau khi ăn sáng xong thì tụi mình lên xe để đi ra cảng. Đến cảng thì có team cano chờ sẵn để đón tụi mình rồi. Và đưa tụi mình đi tour ba đảo ở Phú Quốc. Điểm dừng đầu tiên của tụi mình là ở trên một cái bè. Ở đây thì có dịch vụ đi bộ dưới biển. Cái này thì lần trước mình có trải nghiệm rồi cho nên là mình chỉ ở trên để chờ anh em thôi. Sau đấy thì tụi mình di chuyển qua Hòn Móng Tay để có thể ăn trưa ở đây. Hôm nay được trải nghiệm cái trò gì nhỉ? Cái trò
lặn xuống xem san hô. Đi bộ dưới biển rất là hay. Ai đi Phú Quốc là nên thử một lần, không biết một lần nhá. Khoan đã, tôi đố anh em biết khi ra đang cầm cái gì trên tay đấy. Tôi đố anh em biết đấy, không một xem lại thôi nhá. Dạo như sao mấy người trên phim tao bỏ bùng luôn. Em đừng nghĩ đến cái đấy được. Đừng lắc người nữa, em cứ kiểu đừng lắc người em trai. Đi ra ngoài có gió xíu nữa. Đi ra đây ngồi đã đỡ hơn nè. Thật lòng rồi. Ờ đúng rồi, phải ngồi xuống dưới. Nó bị sai sao? Ngồi đi. Nó vừa say vừa sợ ở dưới. Thôi, ngồi dưới luôn. Ngồi dưới đây. Dưới đây. Mình dưới máy khánh vậy. I don't do home, only do road. Never spend time on myself, I guess I'm too grown. Too many mouths to feed, but I'm stepping the stove. She wanna get with me, you be dating the ghost. Niggas is dubby, niggas be telling tales just for fun. Tricking down fictional, like you dumb. Remember I ain't handle home like a bum. You niggas favorite line, where you from? You want problems, we can do some. Sacrifices all through my life. Cut you off, bitch, just for fun. Only John I love is my mom. Flashing lights in my rear, Audi full of my peers. How I stare with no fear, I can't lose no brothers in here. I've been moving ways since I bond, cutting patterns all through my lawn. Catch a snake, nigga, on sight, slicing heads, nigga, I'm haunt. Chưa kẹt bơi sợ đâu, hiểu? Chưa kẹt bơi sợ đâu, anh bỏ đầu tặng luôn. Nè, tay đi nè. Ôi, cái đầu đâu, chứ. Ôi, cái đầu đâu, chứ. Bơi, bơi, bơi đi. Hay đó, đi, bơi đi, để em. Bơi. Cái này chưa? Tắm rửa xong thì tụi mình đi ra bãi tắm của resort để có thể ngắm hoàng hôn. Khu này thì có nhiều chỗ để sống ảo nên là khách du lịch từ ngoài vào cũng khá là đông. Tầm 8 giờ thì tụi mình đi ăn tối, rồi kéo nhau qua chợ đêm chơi một xíu. Vậy là hết ngày thứ hai của tụi mình ở Iceland. Ê, anh nhầm, Phú Quốc. Ngày thứ ba thì tụi mình check out lúc tầm 9:30 để sang bên Hòn Thơm chơi. Chào mừng tất cả các bạn đến với chuyến đi tàu chuối của Khánh Cơ Trưởng. Và đã theo đó là sự hỗ trợ của Hà Cơ Phó. Xin tất cả các bạn xin tất cả các bạn có một chuyến đi thật là vui vẻ. Để qua Hòn Thơm thì tụi mình chỉ di chuyển bằng cáp treo. Nghe nói cáp treo ở đây là cáp treo 3 giây dài nhất thế giới. Kia ra thì sợ nó cao anh em ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu đi bơi và mọi người đang xuống bơi. còn này không được.
Bơi luôn ạ. Ở đây có hai kiểu người, một kiểu dám chơi những trò mạo hiểm, còn một kiểu còn lại chỉ thích ngồi ngoài xem người gái. Đây là những thằng thuộc kiểu dám chơi. Và đây là những đứa chỉ ở ngoài xem người gái. Và lúc mà lắc lắc cái kia nhanh không? Mày biết ngã mày rồi. Đúng rồi, ngã phải. Bỏ tay ra. Không nhưng mày.